Thưa quý vị, quỹ đất sạch với đồng bộ hạ tầng thiết yếu được xem là điều kiện tiên quyết đầu tiên để thu hút nhà đầu tư. Do vậy, cùng với nỗ lực tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, Đà Nẵng đang tập trung rà soát, quyết tâm tháo gỡ các điểm cản để tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có một khu công nghệ cao diện tích hơn 1.100 ha, một khu công nghệ thông tin giai đoạn 1 diện tích 131 ha và 6 khu công nghiệp tổng diện tích hơn 1.000 ha với tỷ lệ lấp đầy đạt 87,4%. Theo Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, trong điều kiện quỹ đất sạch dành cho công nghiệp không còn nhiều, Ban Quản lý đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường phát triển quỹ đất để cung cấp cho nhà đầu tư. Về quỹ đất công nghiệp của thành phố thì đến bây giờ chúng tôi cũng còn gần 100 hecta để phục vụ cho các nhu cầu của nhà đầu tư muốn mở rộng sản xuất cũng như là tìm kiếm những cơ hội mới đầu tư tại thành phố. Hiện tại thì chúng tôi cũng tham mưu thành phố để có kế hoạch phát triển cái quỹ đất công nghiệp để có thể là cung cấp cho nhà đầu tư. Quỹ đất ở trong khu công nghệ cao chúng tôi còn khoảng trên 100 hecta. Và trong tương lai thì thành phố theo cái quy hoạch chung, thành phố sẽ tiếp tục đề xuất là mở rộng cái khu công nghệ cao lên gần 2.000 hecta vào năm 2030. Hiện thành phố đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư với 3 khu công nghiệp mới là khu công nghiệp Hòa Ninh, khu công nghiệp Hòa Nhơn và khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã có chủ trương chuyển đổi dự án khu phụ trợ phục vụ dự án khu công nghệ cao Đà Nẵng trở thành khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Phấn đấu đến năm 2030, quỹ đất công nghiệp thành phố có thể tăng lên gấp đôi so với hiện tại, đạt khoảng 4.100 hectare. Thì dự kiến đến cuối năm nay, hy vọng là chúng ta có thể là ký kết hợp đồng với nhà đầu tư để có thể là đầu tư kết cấu hạ tầng và qua đó thì mời gọi các nhà đầu tư tại khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2. Khu công nghiệp Hòa Ninh thì hiện tại cũng đang trình các cái cơ quan ban ngành thẩm định để có thể là Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Hòa Ninh với diện tích 400 hectare. Chúng tôi hy vọng là các cái thủ tục này có thể hoàn thành trong quý 3 năm 2022. Dự kiến thì kế hoạch triển khai khu công nghiệp Hòa Nhơn thì chúng tôi đề xuất Ủy ban thành phố là triển khai sau năm 2025. Sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch của cái khu công nghiệp này. Theo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư thành phố, hiện giá đất khu công nghiệp của Đà Nẵng cao hơn các địa phương xung quanh, trong khi quỹ đất lại hạn chế. Quỹ đất nằm coi khu công nghiệp còn nhiều, nhưng quy định đấu giá khiến giá đất trên với nhu cầu thực tế nên hiệu quả thu hút còn chậm so với mong đợi. Bên cạnh đó, từ năm 2021, thành phố Đà Nẵng thông qua điều chỉnh quy hoạch chung, hiện đang điều chỉnh quy hoạch phân khu nên dù có nhiều dự án hơn tầm cỡ nhưng chưa triển khai ngay được vì chưa quy hoạch phân khu được phê duyệt công bố chính thức. Do vậy, Đà Nẵng xác định sẽ quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn này. Trước mắt sẽ điều chỉnh giá đất kể cả trong và ngoài khu công nghiệp để phù hợp thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.